đam nồ cho xe tay ga Joker 50, hoặc là Joker 50 nha. Anh em nào chạy Joker 50 muốn làm nồi làm máy qua tiệm xe Khánh ha. Đến địa chỉ 462-15, đường 3 tháng 2, phường 2, quận 10. Còn ở xa thì có thể liên hệ Khánh để Khánh gửi hàng cho anh em. Số điện thoại Khánh 038-9910-555. Có nhận lên full 110, 125, 135, 150, 175 cho anh em ha. Bao cho anh em chạy mạnh bốc tiết kiệm xăng. Thiếu cái code chưa. Thời gian mở cửa từ 8 giờ tới 5 giờ nha. Anh em tới ngay chỗ ngã tư Thành Thái 3 tháng 2 kế bên hông cái siêu thị Sài Gòn. Thời gian làm đồ thì khoảng 1-2 tiếng là xong nha. Honda Joker 50. Rồi, chào tất cả anh em.